cáp đã được tháo rồi các bác nhá. Xin chào các bác đã đến video tiếp theo của tôi nhá. Thì hôm nay tôi sẽ quay cho các bác xem video cái máy xúc lên cẩu và cái càng máy xúc lên nhá. Giống như cái càng cua ấy, xin lỗi, không phải càng máy xúc mà là càng cua. Gầu và cần của máy xúc nhá. Đấy, cắp nhau. PC Komatsu PC 450 cẩu. Em cần và em gầu lên. Đấy, nhìn trông giống cái càng cua không các bác? Cái này thì thao tác sẽ hơi khó hơn, vì không chống được gần, không chống được gầu để quay xích. Cái này chỉ có xoay gầm thôi. Các bạn nhìn thấy cao chưa? Cao như tòa nhà 2 tầng. Này tí lên thẳng đấy xong là lùi thôi gì. Hãy lấy con kia. Corona lại tiếp tục gì? Thế vẫn chưa hết Tết. Bây giờ là không có thông báo nghỉ những ngày nào nữa rồi. Vợ không đi làm này chết đói rồi. Không có tiền. Không có. Nghỉ thế đi lấy đâu ra lương? Không. À phải làm bù. Đang ở nhà. Nhà trường nó nghỉ thì đi đâu? Đấy, anh ta cắp để kia các bác nhá, xong tí sẽ rồi một em càng cua nó lên bờ quá nhanh mà nguy hiểm. Đấy, cáp đã được tháo rồi các bác nhá. Anh ta sẽ tiếp tục xuống để cẩu những bộ phận khác của con máy xúc lên. Các bác cùng theo dõi nhá. Thì em sẽ xuống quay cho các bác xem. Đấy, bây giờ sẽ dùng con 350 để cẩu vào trong kia. Nhiệm vụ của các bác là chỉ ăn và cẩu thôi nhá. Thank you.